Bây giờ xin mời bà con mình nghe tôi trích đọc trong Hành quân Lam Sơn 719 của tác giả Nguyễn Kỳ Phong. Nửa đường đi xuống Bản Đông, ngày đầu của cuộc hành quân, ngày N, trong ngôn từ quân sự, tất cả các đơn vị xuất quân thực hiện được mục tiêu như lệnh hành quân chỉ thị. Hai tiểu đoàn 1 và 8 nhảy dù và hai thiết đoàn 11 và 17 đi theo đường bộ về Bản Đông. Lực lượng đặc nhiệm nhảy dù, thiết kỵ đi chậm vì gặp trở ngại đường xấu, phải chờ công binh lắp những hố bom sâu cho cơ giới qua. Từ Lao Bảo về Bản Đông khoảng 15 cây số. Trên đoạn đường này, lực lượng hành quân thiết lập hai bãi đáp trực thăng và cũng là tuyến bảo vệ đường, bãi đáp Bravo và Alpha. Bravo và Alpha được giao cho hai chi đội thiết kỵ của thiết đoàn 4 kỵ binh trấn giữ. Nhưng vào cao điểm của cuộc hành quân, Bravo và Alpha được hai tiểu đoàn nhảy dù trấn giữ. Ở hướng đông bắc Bản Đông, cách vị tuyến 17 chừng 10 cây số và khoảng 5 cây số bên kia biên giới, biệt động quân thiết lập hai căn cứ phòng thủ theo chiều dọc bắc nam, căn cứ biệt động quân bắc và căn cứ biệt động quân nam, do tiểu đoàn 39 và 21 biệt động quân trấn giữ. Ở phía sau, nằm xéo về hướng đông nam của biệt động quân là căn cứ 30 nhảy dù của tiểu đoàn 2 nhảy dù, hơn 5 cây số về hướng tây của căn cứ 30 nhảy dù và khoảng 8 cây số cực bắc Bản Đông là căn cứ 31 nhảy dù, nơi đặt bộ chỉ huy của lữ đoàn 3 nhảy dù và do tiểu đoàn 3 nhảy dù phòng thủ. Tất cả các căn cứ ở hướng bắc đường chính được đổ bộ và thiết lập trước 5 giờ chiều ngày N của cuộc hành quân. Như vậy, 5 tiểu đoàn tác chiến và 3 đại đội pháo binh sẽ thành lập một lá chắn phòng thủ hướng bắc của trục tiến quân. Ở phía nam đường chính, 3 tiểu đoàn của Trung đoàn 3 bộ binh, Sư đoàn 1 bộ binh chiếm những cao điểm trải dài từ đỉnh Khorok đến nửa đường đánh Bản Đông. Theo dự trù, trong vài ngày sắp tới, thêm hai trung đoàn của Sư đoàn 1 bộ binh sẽ đổ bộ lên những cao điểm để bảo vệ phía nam đường chính từ Bản Đông đến nửa đường về Chepol. Một hành lang dài hơn 20 cây số, hai trung đoàn 1 và 3 của Sư đoàn 1 bộ binh có đến 8 tiểu đoàn tác chiến. Kế hoạch hành quân ước lượng Sư đoàn 1 bộ binh có đủ quân để chu toàn trách nhiệm. Ngày 8 tháng 2, khi lực lượng đặc nhiệm dù thiết kỵ dừng chân nghỉ qua đêm ở cây số thứ 10 trên đường tiến quân, 6.200 quân Việt Nam Cộng Hòa đã có mặt ở Hạ Lào. 3 chết, 14 mất tích, 38 bị thương, 3 trực thăng bị bắn rơi. Trong đó có một đang đổ bộ lính dù xuống căn cứ 31 nhảy dù, đó là thiệt hại của ngày đầu tiên trên đường đến Bản Đông. Ngày N cộng 1, 9 tháng 2, trời mây thấp, có mưa rào từng cơn, đường ướt lầy lội khó đi hơn. Lữ đoàn 3 nhảy dù tiếp tục nới rộng vòng đai phòng thủ của họ ở hướng Tây Bắc. Ngày N cộng 5, 13 tháng 2, hai đại đội của tiểu đoàn 6 nhảy dù đổ bộ xuống phía Tây căn cứ 31 để thiết lập căn cứ 32 nhảy dù như tiêu lệnh hành quân. Nhưng cuộc đổ quân không yên thấm như những ngày trước, khi kháng cự của địch hầu như không có. Lần này đại đội của tiểu đoàn 6 nhảy dù đổ bộ ngay vào vị trí của địch. Hỏa lực phòng thủ và kháng cự của địch mạnh đến độ, đại đội được lệnh rời vị trí, di tản về hướng căn cứ 31 nhảy dù. Một số quân được trực thăng bóc trở lại Khe Sanh, một số rút vào đóng chung với tiểu đoàn 3 nhảy dù ở căn cứ 31 nhảy dù. Cuộc đổ bộ làm mục tiêu gây thiệt hại cho tiểu đoàn 6 nhảy dù 28 chết, 50 bị thương và 23 mất tích. Sức kháng cự của quân Cộng sản Việt Nam được Bộ Tư lệnh Mackey ghi nhận và đề cập vài ngày sau ở Sài Gòn. Ngày hành quân N cộng 1, trên đường chính, quân dù và thiết kỵ di chuyển được 5 cây số ngày hôm đó. Một số phi vụ đổ quân bằng trực thăng bị hủy bỏ, không lực yểm trợ bị giới hạn tối đa cho ngày chính. Thời tiết tiêu biểu ở Hạ Lào, buổi sáng chừng 10 giờ tới 12 giờ sương mù mới tan, sương mù lại che phủ sau mặt trời lặn. Lính ở các căn cứ bung ra lục soát và xây dựng thêm hầm hố phòng thủ. Số hàng tiếp liệu khám phá chung quanh vùng hành quân làm bộ chỉ huy phấn khởi.
ở ngoài Quảng Đông mà nhiều như vậy, thì ở Quảng Đông, ở Japan, hàng hóa tiếp liệu dự trữ sẽ còn nhiều hơn. Báo cáo từ tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 dù, tiểu đoàn 21 biệt động quân và các tiểu đoàn bộ binh ở hướng Nam, họ khám phá nhiều hầm chứa vũ khí và hàng quân nhu quân dụng. Phản ứng của địch rất chậm và yếu trong hai ngày đầu. Từ Đông Hà về Lao Bảo, các lực lượng của B-5 chỉ bắn phá lẻ tẻ và phục kích các đoàn xe chở tiếp liệu. Mặc dù B-5 có hai trung đoàn tác chiến, hai trung đoàn pháo binh và một tiểu đoàn đặc công đang ứng chiến tại mặt trận. Ở hai hướng Bắc Nam của đường chính, phản ứng của địch là pháo kích hay chống trả cầm chân rồi di tản khi vị trí bị khám phá. Tình hình chung có vẻ yên lặng, nhưng truyền tin điện tử nghe được cho thấy địch đang tiếp viện thêm quân, củng cố lực lượng và xác định tọa độ của các căn cứ để chuẩn bị phản công. Trong vài ngày đầu, chiến thuật của địch dường như là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Ngày hành quân N+2, 10 tháng 2, tiểu đoàn 4, trung đoàn 3, sư đoàn 1 bộ binh đổ bộ xuống căn cứ Delta ở hướng Nam với thiệt hại hai trực thăng bị bắn rơi. Ở Bản Đông, những cuộc đổ quân bằng trực thăng của tiểu đoàn 9 nhảy dù gặp trở ngại với 5 ổ phòng không 12 ly 7. Nhưng đến chiều thì tiểu đoàn chiếm được Bản Đông để bắt tay với cánh quân đi vào bằng đường bộ. Địch biết Bản Đông sẽ bị tấn công bằng trực thăng vận nên họ di tản trước. Phi cơ quan sát thấy 11 xe kéo đại bác phòng không 37 ly đi về hướng Trevon trước đó. Lực lượng đặt nhiệm vụ thiết kỵ đến giao điểm đường 9 và 92 gần như cùng lúc với cuộc trực thăng vận của tiểu đoàn 9 nhảy dù vào Bản Đông, cách đó không hơn một cây số. Chiếm xong Bản Đông, lực lượng đặc nhiệm bung ra lục soát. Trinh sát về hướng Tây Bản Đông cho biết đường bộ về Trevon còn tốt, cơ giới có thể di chuyển nhanh được. Nhưng vào ngày 10 tháng 2, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 bị một thiệt hại rất nặng về tâm lý. Hai trực thăng trên đường thị sát mặt trận ở căn cứ Hotel và căn cứ 21 biệt động quân bị phòng không 37 ly bắn rơi. Trên một trực thăng có một đại tá trưởng phòng hành quân quân đoàn và một trung tá trưởng phòng tiếp liệu của quân đoàn. Vị đại tá trưởng phòng hành quân có mang theo bản đồ Lam Sơn 719 với tất cả mật hiệu và ghi chú do chính ông góp phần soạn thảo. Quân đoàn 1 lập tức cho thám sát tìm vị trí của trực thăng bị nạn nhưng không kết quả. Vì một lý do không giải thích được, hai trực thăng bị lạc và bay ngay vào vùng phòng không của địch. Trinh sát của không kỵ Mỹ đã lưu ý tất cả phi công trực thăng về cường độ phòng không của địch ở trong vùng. Đến ngày 10 tháng 2, quân báo chưa xác định được lực lượng địch ở chung quanh căn cứ 21 biệt động quân, nhưng lúc đó Bộ Chỉ huy Sư đoàn 308 Cộng sản Việt Nam đang đóng ở hướng Bắc, cách đó vài ba cây số, với hai trung đoàn cơ hữu của sư đoàn. Tin không chính thức cho biết cái chết của Đại tá trưởng phòng 3 làm sao động tâm lý của Trung tướng Hoàng Xuân Lãm, tư lệnh quân đoàn 1. Nếu địch tìm thấy được bản đồ hành quân thì tất cả những kế hoạch Lam Sơn 719 sẽ bị lộ từng chi tiết. Ngày N+3, sư đoàn 1 bộ binh đổ bộ và thiết lập thêm một căn cứ ở hướng Nam. Biệt động quân đưa tiểu đoàn 39 biệt động quân vào căn cứ biệt động quân Bắc và lực lượng đặc nhiệm dù thiết kỵ đi được thêm 5 cây số ra khỏi Bản Đông. Chỉ được như vậy cho ngày N+3. Tất cả các toán quân khác gần như án binh bất động vì không nhận được chỉ thị nào, hay là họ nhận được chỉ thị án binh bất động từ Bộ Chỉ huy Tiền phương ở Khe Sanh. Theo kế hoạch, sau Bản Đông, lữ đoàn 1 nhảy dù sẽ lập thêm 3 căn cứ 11, 13 và 14 theo một trục Tây Bắc, nối đường 9 và 914. Nhưng khi lực lượng đặc nhiệm đến địa điểm để lập căn cứ 11 thì họ đứng lại. Hai ngày 11 và 12 thời tiết xấu, nhưng đó có phải là lý do cho sự dậm chân tại chỗ của cuộc hành quân? Hai ngày trước khi hành quân Dewey Kayong 2 khai diễn, tướng viên Abrams và Tổng thống Thiệu có nói chuyện với nhau. Tướng Abrams nói, nếu đánh nhau, lực lượng đặc nhiệm có thể đến Japan trong 48 tiếng. Tổng thống Thiệu và tướng viên không phản đối. Trên thực tế, đến chiều ngày N của cuộc hành quân, lực lượng đặc nhiệm dù thiết kỵ đã đi 10 cây số, 1/4 đoạn đường đến mục tiêu Japan,
Nhưng nếu quân dù phải lập ra thêm ba căn cứ và phải có trách nhiệm phòng thủ như lệnh hành quân chỉ thị, thì quân tác chiến nào sẽ tùng thiết với thiết kỵ trên đường vào Chevron? Lệnh hành quân cho thấy lữ đoàn nhảy dù nào sẽ có trách nhiệm phòng thủ các căn cứ thiết lập. Lữ đoàn 3 nhảy dù coi căn cứ 30, 31, 32, lữ đoàn 1 nhảy dù căn cứ 11, 13, 14, và lữ đoàn 2 sau khi đổ bộ bằng trực thăng chiếm Chevron sẽ giữ căn cứ 21 và căn cứ 22. Quân tấn công có đủ quân để bảo vệ nhiều cứ điểm như được soạn thảo hay không? Lữ đoàn 1 thiết kỵ chỉ có hai thiết đoàn dưới tay, thiết đoàn kỵ binh 11 và 17. Mỗi thiết đoàn có một chi đội xe tăng và hai chi đội thiết giáp xung kích. Với quân số này, nếu không có quân nhảy dù đi kèm, họ không thể vừa giữ bán đông vừa tiến đánh Chevron. Có thể toán quân dù thiết kỵ ngừng lại để chờ quân tiếp viện thêm sau khi ra khỏi bán đông 5 cây số trên hướng về Chevron. Ngày N cộng 4 của cuộc hành quân, một vài thay đổi quan trọng trong kế hoạch xảy ra. Ngày 10 tháng 2, Tổng thống Thiệu bay ra Đông Hà thị sát. Tại Bộ Tư lệnh Tiền phương Quân đoàn 1, ông Thiệu ra chỉ thị, Quân đoàn 1 tạm thời giới hạn lại mục tiêu, chủ đích của cuộc hành quân trong vài giờ tới là căn cứ hậu cần 611. Ở phía nam đường chính, vùng trách nhiệm của Sư đoàn 1 bộ binh, nếu sử liệu được kiểm chứng đúng, thì có thể vì quân lệnh này lực lượng đặc nhiệm dù thiết kỵ dừng lại để phòng thủ những căn cứ đang có, để bảo vệ hướng bắc cho sư đoàn 1 bộ binh hoạt động phía nam. Khi McVie biết được quyết định của Tổng thống Thiệu, tướng Abram gặp tướng Viên ngày hôm sau, 13 tháng 2, để hỏi rõ ý định của Bộ Tổng tham mưu Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Viên xác định những thay đổi như Tổng thống Thiệu đã nói ở Đông Hà. Ba ngày sau, ngày 16 tháng 2, hai ông đại tướng bay ra Đông Hà gặp tướng Lãm và tướng Sutherland. Sau khi bàn thảo, tất cả đồng ý. Dù tướng Abram lưỡng lự, nói nếu chần chờ địch sẽ viện quân kịp thời, kế hoạch và nhiệm vụ sẽ thay đổi. Sư đoàn 1 bộ binh sẽ là lực lượng chủ lực thay cho sư đoàn nhảy dù. Mục tiêu Chevron phải chờ thêm vài ngày nữa. Sau khi lục soát căn cứ 611 xong, quân cơ hữu của quân đoàn 1 sẽ quay lại tiếp tục tấn công về mục tiêu Chevron. Sự thay đổi kế hoạch hành quân của Việt Nam Cộng Hòa đưa đến tranh luận giữa McVie và Bộ Tổng tham mưu và giữa quân đoàn 1 và quân đoàn 14. Nhưng nhìn sâu bên trong, chúng ta có thể hiểu lý do của sự thay đổi từ phía Việt Nam Cộng Hòa. Sự phản công mãnh liệt của địch, không phải ở mặt trận Hạ Lào mà thôi, mà cả mặt trận Campuchia. Vì một lý do nào đó, từ đầu năm 71, tất cả chú ý đều hướng về Lào, trong khi ở Campuchia, quân số tham dự hai cuộc hành quân ở Campuchia tương đương hay có thể hơn quân số ở Hạ Lào. Điều đáng chú ý nhất, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang gánh vác một công tác hơn sức họ chịu đựng. Việt Nam Cộng Hòa phải thay đổi kế hoạch vì đến lúc đó Hoa Kỳ đã không thực hiện đủ những yểm trợ mà họ đã hứa trước ba cuộc hành quân cấp quân đoàn. Chính Hoa Kỳ cũng đang gặp nhiều khó khăn hơn sức họ hứa hẹn được. Cuối năm 70, Bộ Tư lệnh McVie vừa bị Bộ Quốc phòng thúc giục rút quân, vừa phải đương đầu với bảy chiến trường, như thuyết trình viên McVie đã có một lần diễn giải. Chiến trường Thượng Lào oanh tạc ngăn chặn đường mòn Hồ Chí Minh, chiến trường Campuchia, chiến trường vùng hoạt động của B-2, vùng hoạt động của quân khu 5, B-5 và Trị Thiên Huế. Và khi nghe lời than của Tư lệnh Không lực 7 Hoa Kỳ, chúng ta thấy quân lực Hoa Kỳ cũng có sự giới hạn của họ. Chỉ tiêu là 14.000 phi vụ một tháng, nhưng cộng thêm vào đó tô bay 12.000 phi vụ yểm trợ, 21.000 phi vụ vận tải, 850-900 phi vụ thám thính. Mình chỉ có thể thực hiện số phi vụ đến một giới hạn nào thôi. Một mặt Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương và Bộ Tư lệnh McVie lưu ý, trong giai đoạn đầu của chương trình Việt Nam hóa, đừng để quân lực Việt Nam Cộng Hòa ăn nhiều quá khó tiêu. Ngụ ý nói giao quá nhiều trách nhiệm Việt Nam Cộng Hòa sẽ không quán xuyến nổi. Nhưng vì những áp lực và thúc giục chính trị nào đó, McVie và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đề nghị hành quân cấp quân đoàn, không phải một mà ba quân đoàn trong ba cuộc hành quân cùng một lúc. Cuộc hành quân Cửu Long 4402 của quân đoàn 4 tương đối yên tĩnh, nhưng toàn thắng 1/71 thì hoàn toàn khác.
quân Việt Nam Cộng Hòa phải chạm trán với địch trên đất địch và xa hậu cần tiếp liệu. Hơn nữa, khi hành quân toàn thắng 1/71 vừa khai diễn, thì Bộ Tổng Tham mưu và Mác Vi rút đi những đơn vị chủ lực như kế hoạch nghi binh. Một số đơn vị chủ lực như nhảy dù và thủy quân lục chiến có mặt trong toàn thắng 1/71 chỉ vài ngày để đánh lừa đối phương, nhưng được di chuyển ra vùng 1 ngay sau đó để chuẩn bị cho Lam Sơn 719. Với 21.000 quân ở Campuchia và 17.000 ở Lào, Mác Vi không còn đủ phương tiện để yểm trợ. Bây giờ, trong giai đoạn khốc liệt nhất của chiến trường mãnh liệt, khuyết điểm của Mác Vi lộ ra trong những thông tin và thuyết trình báo cáo, nhưng đó là chuyện sẽ nói đến. Bây giờ trở lại với vùng hành quân. Ngày 14 tháng 2, tướng Sutherland báo cáo cho Mác Vi biết về những va chạm đang xảy ra giữa quân đoàn 24 và quân đoàn 1, và những lý do đã làm Tổng thống Thiệu chỉ thị thay đổi kế hoạch và nhiệm vụ vào ngày 12. Tướng Hoàng Xuân Lãm than phiền, quân đoàn 24 không đủ trực thăng để yểm trợ theo nhu cầu của quân đoàn 1, và theo đà trực thăng bị hỏa lực phòng không bắn rớt như đã xảy ra trong tuần lễ đầu, quân đoàn 24 sẽ không còn đủ trực thăng để yểm trợ trong những ngày sắp đến. Tướng Sutherland viết tiếp trong điện tín. Qua cuộc nói chuyện, ông nghĩ tướng Lãm sẽ không giữ Chevron hơn 1 tháng như trong kế hoạch. Tướng Lãm nói lý do thay đổi kế hoạch là vì áp lực của địch quá mạnh. Ở vùng trách nhiệm của Liên đoàn 1 việc động quân và Lữ đoàn 3 nhảy dù, thêm vào đó lực lượng đặc nhiệm không thể di chuyển nhanh trên đường chính vì địa hình quá xấu, khác với ước lượng tình báo. Tướng Lãm muốn quân đoàn 24 dùng hỏa lực để giới hạn các trung đoàn 88, 24B và 64 của Cộng sản Việt Nam trước khi sư đoàn nhảy dù tiến về hướng Tây. Tướng Sutherland thú nhận ông ra lệnh cho trinh sát không kỵ tìm vị trí của sư đoàn 308 nhưng chưa phát hiện được trung đoàn Cộng sản Việt Nam này đang đóng ở đâu. Ở cuối bức điện tín dài 4 trang, Sutherland tiên đoán quân số cần cho chiến trường có thể gia tăng nhiều hơn ước lượng. Dựa vào dấu hiệu tăng quân và sự kháng cự mãnh liệt của địch, điện tín của tướng Sutherland cho thấy 3 chi tiết quan trọng. A. Địa hình đường chính hoàn toàn khác không ảnh cung cấp, đường xấu hơn ước lượng. B. Hỏa lực không quân Mỹ không áp đảo hay giới hạn được mạng lưới phòng không của đối phương. Và C. Địch tiếp diện quân nhanh hơn dự đoán. 3 chi tiết trên có thể làm ông Thiệu thay đổi ý kiến. Việt Nam Cộng Hòa thay đổi kế hoạch vừa đúng lúc địch chuẩn bị phản công. Với quân số hơn 6 trung đoàn tác chiến, quân Cộng sản Việt Nam bắt đầu phản công. Chiều ngày 20, căn cứ đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa bị thất thủ. Sau gần 1 tuần trấn thủ, sau khi hứng chịu hơn 2.000 đạn súng cối 82 ly, căn cứ biệt động quân Bắc của tiểu đoàn 39 biệt động quân thất thủ lúc 5 giờ 10 chiều ngày 20 tháng 2, tức N cộng 12, với 178 chết và 148 bị thương. Trong số 200 tay súng phá vòng vây di tản về căn cứ biệt động quân South, chỉ còn 107 quân tác chiến được, số còn lại bị thương. Trung đoàn 102 sư đoàn 308 Cộng sản Việt Nam mất 639 quân để chiếm ngọn đồi. Lý do sư đoàn 308 phản ứng quyết liệt và sẵn sàng chịu thiệt hại để triệt tiêu biệt động quân Bắc vì cao điểm của căn cứ nằm sát bộ tư lệnh sư đoàn 308 Cộng sản Việt Nam. Càng nguy hiểm hơn, vị trí tiểu đoàn 39 nhìn xuống kho trữ hàng quan trọng Mường Trương, hướng Tây Bắc của căn cứ biệt động quân, nơi một kho hàng bị bom đánh, vũ khí và hàng dự trữ cháy nổ 2 ngày mới dứt. Để triệt tiêu căn cứ 39 biệt động quân, ngoài trung đoàn 102 đã nói, sư đoàn 308 còn chi viện thêm 1 tiểu đoàn tác chiến và 5 pháo đội. Sau khi căn cứ 39 biệt động quân mất, căn cứ 21 biệt động quân ở phía sau chừng 2 cây số bị tấn công ngay ngày hôm sau. Lần này trung đoàn 88 sư đoàn 308 là lực lượng chính tấn công tiểu đoàn 21 biệt động quân. Quân báo Mác Vi đã ước lượng sai về thời gian cần thiết để địch tiếp viện thêm quân. Mác Vi ước lượng Cộng sản Việt Nam cần ít nhất 10 đến 14 ngày để di chuyển quân đến chiến trường. Nhưng đến ngày N cộng 12, quân Cộng sản Bắc Việt đã có mặt trong vùng hành quân đã tăng gấp đôi. Tù binh mới khai báo họ đến từ những đơn vị khác với những đơn vị đã được ghi trong trận liệt trong những ngày đầu hành quân.
Ngày 18, quân báo Mỹ xác định sự hiện diện của sư đoàn 308 Cộng sản Việt Nam với 3 trung đoàn cơ hữu 3688 và 102, trung đoàn 64, sư đoàn 304 có mặt ở vùng Bản Đông từ ngày N-4. Xe tăng lộ nước PT-76 đang có mặt ở phía nam căn cứ 31 của nhảy dù từ ngày 13 và địch đã dùng xe tăng tấn công các tiền đồn bên ngoài vòng đai căn cứ từ ngày 16. Và cũng cho đến thời gian này, quân báo mới biết chính xác vị trí của binh trạm 41 với trung đoàn 141 sư đoàn 2 bộ binh Cộng sản Việt Nam đang ở phía nam vùng hoạt động của sư đoàn 1 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, căn cứ hậu cần 611 trên đường 914, mục tiêu tạm thời của sư đoàn 1 bộ binh. Bây giờ có 3 trung đoàn 812 và 29 của sư đoàn 324 và trung đoàn 141 của sư đoàn 2 bảo vệ. Ngày 20 tháng 2 tại Bộ Tư lệnh McVie, Thiếu tướng William Post thông báo trừ sư đoàn 325 và trung đoàn chính thuộc sư đoàn 304 còn ở lại miền Bắc. Tất cả các đơn vị Cộng sản Việt Nam đang trên đường đến chiến trường Hạ Lào. Báo cáo của tướng Post cho thấy McVie đã ước đoán sai trận liệt Cộng sản Việt Nam từ lúc đầu. Cộng sản đang có 6 trung đoàn từ các sư đoàn 308, 2, 304, 320 và 324B hoạt động ở vùng hành quân. Ước lượng vào ngày 8 khi bắt đầu cuộc hành quân, địch có 3 trung đoàn và 4 binh trạm. Ngày 20, địch có 6 trung đoàn và 6 binh trạm. Con số này tăng lên 8 trung đoàn vào đầu tháng 3. Đó là ước lượng của quân báo Mỹ. Nhưng theo quân sự Cộng sản Việt Nam, đầu tháng 2 vào ngày hành quân, Cộng sản Việt Nam đã có 60.000 lính, gấp 3 lần ước lượng tại vùng hành quân. Về tổn thất, đến ngày 20 tháng 2, Cộng sản Việt Nam có số thương vong tương đương 4 tiểu đoàn và sau những lần tấn công vào 4 căn cứ ở mặt Bắc đường chính. Trong thời gian đó, Việt Nam Cộng Hòa di chuyển về Khe Sanh thêm 3 tiểu đoàn bộ binh, 3 tiểu đoàn biệt động quân và 2 tiểu đoàn thiết kỵ, lữ đoàn 147 và 258 thủy quân lục chiến đang hành quân nghi binh ở vùng 1 cũng được thông báo chuẩn bị tham gia hành quân Lam Sơn 719. Vào ngày N-12, tức 20 tháng 2, chiến trường ở Hạ Lào được 5 cánh quân Cộng sản Việt Nam phụ trách. Ở hướng bắc đường chính, từ Lao Bảo về Chevon do binh đoàn 70 với 3 sư đoàn 308, 304 và 320 cùng với các binh trạm 8, 9, 12, 16 và 27 chịu trách nhiệm. B-5 với 4 trung đoàn cộng đánh phá đoạn đường từ Đông Hà về Lao Bảo, làm đình trệ đường tiếp vận bộ. Ở phía nam đường chính, sư đoàn 2 và 324B và các binh trạm 33, 34, 41 và 42 cô lập các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa đóng ở những cao điểm từ Kho Rốc về phía tây Bản Đông. Ngày 21 tháng 2, sau một tuần pháo kích nát căn cứ, trung đoàn 88, sư đoàn 304 dùng bộ binh tấn công căn cứ 21 biệt động quân. Sau khi mất căn cứ biệt động quân 39, vị trí của căn cứ 21 biệt động quân rất bơ vơ vì họ chỉ cách căn cứ 39 biệt động quân khoảng 2 cây số và trước mặt họ là sư đoàn 308. Hỏa lực pháo binh yểm trợ từ căn cứ liên đoàn 1 biệt động quân ở Tà Phúc, Phú Lộc cũng không đủ để làm giảm áp lực địch đang tiến vào vòng đai của căn cứ 21 biệt động quân. Chính căn cứ Tà Phúc cũng đang bị pháo cầm chân để giới hạn sự yểm trợ. Đây là một chiến thuật quân Cộng sản Việt Nam sử dụng liên tục và thành công vào tất cả căn cứ ở phía bắc đường chính. Hỏa lực pháo binh của đối phương đã làm tê liệt căn cứ mục tiêu và gây khó khăn cho căn cứ yểm trợ. Để đi kèm với trận liệt, xin nói qua một ít về hỏa lực pháo binh của lực lượng quân Cộng sản Việt Nam ở mặt trận Hạ Lào. Cộng với 8 trung đoàn pháo binh chuyên biệt, pháo binh ở đây kể luôn những đại đội trung đội súng nặng như súng cối 60, 82 và 120 ly. Trong một ý nghĩa thực dụng, những đại đội súng nặng là những đơn vị pháo binh cơ hữu của cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Một trung đoàn quân chủ lực Cộng sản Việt Nam có cấp số từ 60 tới 65 súng cối 60 và 82 ly và 4 đến 6 cối 120 ly. Mỗi súng cối có cấp số đạn 30 tới 40 viên, đôi khi 60 tới 100 viên, tùy theo mặt trận đang tham chiến. Lấy bộ tư lệnh B-70 với 3 sư đoàn 308, 304 và 320 làm thí dụ, theo tài liệu hậu cần, B-70, 3 sư đoàn cộng lại,
có tất cả 104 súng cối 60 ly, 64 súng cối 82 ly, 30 cối 120 ly và 30 đại bác 122 ly. Trong chiến dịch Nam Lào, 3 sư đoàn của B-70 tiêu thụ gần 10.000 quả đạn loại 60 và 82 ly, chưa kể đến đại bác tầm xa như 122, 130 và 152 ly. Trong khi đó, ở mặt trận hướng Nam đường chính, sư đoàn 2 Cộng sản tiêu thụ 2.762 đạn 60 ly và 5.598 đạn 82 ly. Sư đoàn 324B xài hơn 5.000 quả 82 ly và gần 1.900 đạn 60 ly. Điểm muốn nhấn mạnh ở đây, loại vũ khí như súng cối đã làm tê liệt hệ thống tiếp tế đường không vận cho các căn cứ. Súng cối là một vũ khí đơn giản, dễ sử dụng và rất hiệu quả nếu sử dụng thuần thục. Cối 82 ly có tầm bắn hơn 4 cây số, 60 ly thì 3 cây số. Chừng 10 khẩu cối trải rộng ra trên một chu vi có đường bán kính vài ba cây số, pháo vào một căn cứ nằm trên đỉnh đồi, thì căn cứ khó có thể phòng thủ lâu được. Đối phương không thấy vị trí của súng cối để phản pháo, nhưng xạ thủ súng cối quan sát vị trí của đối phương rõ. Kinh nghiệm ở trận Khe Sanh cho thấy, phi trường lớn rộng như Khe Sanh vẫn bị tê liệt cũng vì pháo. Pháo tầm xa 130 ly cũng như tầm gần 82 ly. Đường phi đạo, bãi đáp trực thăng chỉ giới hạn vào một khoảng trống nào đó. Một khi xạ thủ súng cối đã xác định được bãi đáp, thì những quả bắn kế tiếp sẽ dễ như lấy đồ trong túi, khó tìm ra vị trí của cối để phản pháo, dù cho có trực thăng trinh sát liên tục. Một lối bài binh của súng cối điển hình ở Hạ Lào, pháo thủ và pháo công kéo bài ba khẩu cối và đạn đến những vị trí đã định. Sau đó lúc tác chiến, pháo thủ liên tục di chuyển đến từng khẩu để tác xạ, như vậy pháo thủ tránh được thương vong hơn là ở tại một chỗ khi súng bị khám phá. Sự khó khăn của trinh sát không kỵ là phải bay chậm và sát để truy lùng loại vũ khí quá nhỏ. Và nếu bay quá thấp quá chậm thì sẽ gặp nguy hiểm với phòng không loại nhỏ, nhưng dày đặc bầu trời như Đại Liên 12 ly 7. Bài học kinh nghiệm sau cuộc hành quân Lam Sơn 719 ở Hạ Lào cho thấy, hỏa lực đến từ hàng rào súng cối chung quanh các căn cứ hỏa lực đã giới hạn chiến thuật sử dụng căn cứ hỏa lực để bảo vệ và yểm trợ vùng hành quân. Căn cứ hỏa lực chỉ thành công ở một vài địa hình trống trải, kèm theo những yểm trợ mạnh, đủ để đè bẹp những quấy nhiễu chung quanh. Nhưng tất những căn cứ hỏa lực ở Hạ Lào không có được những tiện nghi về hỏa lực hay tiếp liệu liên tục như trong lý tưởng. Để so sánh một căn cứ hỏa lực của Mỹ ở thung lũng A Sao và một căn cứ hỏa lực của nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa ở Hạ Lào, căn cứ Rip Corps ở A Sao được một tiểu đoàn nhảy dù Hoa Kỳ trấn đóng. Tiểu đoàn này có 3 tiểu đoàn tác chiến khác thường trực được bổ sung quân số khi cần. Căn cứ Rip Corps được 2 tiểu đoàn trực thăng phục vụ và 5 tiểu đoàn pháo binh yểm trợ. Nhưng sau 4 tháng cố thủ, sư đoàn 101 nhảy dù Mỹ ra lệnh di tản Rip Corps vì chịu không nổi áp lực của địch và thương vong. Trong thời gian 4 tháng, Mỹ đã yểm trợ tất cả những gì có thể yểm trợ được về pháo binh và không lực, nhưng vẫn không giữ được. Đó là tháng 7 năm 1970, khi sư đoàn 101 nhảy dù Hoa Kỳ có tất cả hỏa lực trong tay để yểm trợ cho căn cứ Rip Corps. Trong khi đó ở Hạ Lào, Mỹ chỉ có 3 tiểu đoàn trực thăng, 2 không vận 1 xung kích để yểm trợ và vận chuyển tiếp tế cho 10 căn cứ hỏa lực Việt Nam Cộng Hòa. Dù Hoa Kỳ cố gắng đến đâu, chắc chắn những căn cứ của Việt Nam Cộng Hòa sẽ không được yểm trợ như quân trú phòng mong muốn. Chiến thuật căn cứ hỏa lực thất bại ở Hạ Lào vì địa hình rừng rậm, vì khó khăn về tiếp tế và hỏa lực yểm trợ. Căn cứ hỏa lực nếu không có hỏa lực mạnh thì sẽ là điểm bất động, trở thành một tấm bia cho pháo binh đối phương, nằm cao, nhô lên lộ liễu giữa rừng, pháo thủ đối phương khó bắn trật. Trường hợp này đúng cho tất cả căn cứ hỏa lực Việt Nam Cộng Hòa ở Lào. Từ ngày 17 tới ngày 22, tức N9 đến N-14, thời tiết xấu bao trùm vùng hành quân, mưa và sương mù giới hạn tất cả các phi vụ yểm trợ và tiếp tế. Sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 2, sư đoàn 308 dùng tất cả trung đoàn 88 và lực lượng cơ hữu tấn công căn cứ biệt động quân Nam. Lý do sư đoàn 308 phải tấn công và triệt tiêu căn cứ biệt động quân Nam nhanh chóng vì họ không thể bao vây lâu để chịu đựng những cơn mưa bom của B-52.
như họ đã bị ở căn cứ biệt động quân Bắc. Ngay sau đêm căn cứ biệt động quân Bắc thất thủ, tướng Lãm yêu cầu quân đoàn 24 dội bom hủy bỏ căn cứ tiểu đoàn 39 biệt động quân. B-52 dội bom liên tiếp 2 ngày, có thể những phi tuần B-52 đã thúc đẩy sư đoàn 308 tấn công căn cứ biệt động quân Nam. Đánh sát vào căn cứ, đánh kiểu nắm thắt lưng địch thì có cơ hội sống nhiều hơn. Cùng lúc tấn công vào căn cứ biệt động quân Nam, pháo binh của B-70 pháo kích vào căn cứ 30 và căn cứ 31 của nhảy dù ở phía nam hai căn cứ 30 và 31. Trung đoàn 64 sư đoàn 320 phục kích và đánh chặn, không cho tiểu đoàn 8 nhảy dù và thiết đoàn 17 kỵ binh từ căn cứ lữ đoàn 1 nhảy dù ở bản đông tiến về gần căn cứ 31 nhảy dù để yểm trợ. Tối thứ Tư 24 tháng 2 biết không thể giữ được căn cứ biệt động quân Nam, tướng Lãm cho lệnh tiểu đoàn 21 biệt động quân di tản. Đến lúc này không còn quyết định nào khác hơn di tản. Tiểu đoàn 21 biệt động quân không còn đạn, nước hay lương thực để chiến đấu. Một số biệt động quân rút ra khỏi căn cứ bằng đường bộ. Một số lớn được trực thăng vận về căn cứ 30 nhảy dù và từ đó trở về đơn vị mẹ ở căn cứ liên đoàn 1 biệt động quân tại Phú Lộc, Tà Phúc. Đến lúc hai căn cứ biệt động quân bị thất thủ và lúc áp lực đang đè nặng vào hai căn cứ nhảy dù còn lại ở Bắc Bản Đông, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 24 Hoa Kỳ mới lên tiếng thông báo cho Bộ Tư lệnh McVie biết họ đang gặp khó khăn để tiếp tế và cung cấp trực thăng vận chuyển. Quân đoàn 24 không còn trực thăng để đáp ứng yêu cầu từ các căn cứ hỏa lực. Thật là một thiếu thốn chết người trong lúc khó khăn và cần thiết nhất. Ngày 23 tháng 2, Trung tướng Sutherland báo cho Đại tướng Abram của McVie, trong vài ngày qua quân đoàn 24 cần phải giới hạn lại những yểm trợ không vận vì không còn đủ loại trực thăng võ trang UH-1C và AH-1G. Câu văn trong vài ngày qua có nghĩa là quân đoàn 24 đã gặp khó khăn để yểm trợ trước ngày căn cứ biệt động quân Bắc và căn cứ biệt động quân Nam thất thủ. Cũng trong nghĩa đó, hai căn cứ của nhảy dù, căn cứ 31 và căn cứ 30 nhảy dù cũng bị nằm trong tình trạng thiếu thốn. Căn cứ 31 nằm trong tình trạng nguy hiểm nhất, căn cứ nằm sát vùng hoạt động của Bộ Tư lệnh B-70. Hai căn cứ biệt động quân Bắc và Nam mất ngày 21 và 24 là một chấn động ở chiến trường Hạ Lào. Nhưng chấn động đó bị loãng đi kế bên một biến cố quan trọng hơn, có nhiều ảnh hưởng ở cấp trên hơn. Trung tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh hành quân toàn thắng 1/71 kim tư lệnh quân đoàn 3, bị tử nạn trực thăng tại chiến trường ngày 23 tháng 2. Tin không chính thức cho biết tướng Trí ngay ngày trực thăng bị nổ trên không, đang chuẩn bị lên đường ra quân đoàn 1 thay thế Trung tướng Lãm chỉ huy cuộc hành quân Lam Sơn 719. Mất hai căn cứ, tướng Trí chết và khó khăn vài yểm trợ cho mặt trận. Chiến trường vùng 3 mất đi một sĩ quan chỉ huy, trong khi quân nhân vùng 1 thì mất lòng tin vào người sĩ quan chỉ huy của họ. Đó là tình hình của mặt trận Hạ Lào ngày 25 tháng 2 năm 71. Câu nói phúc bất trùng lai họa vô đơn chí diễn tả đúng nhất trong trường hợp này. Nhiều chuyện không may đến cùng một lúc như đang xảy ra trên toàn cõi chiến trường Hạ Lào lúc đó. Điện tín của tướng Sutherland gây chấn động ở Bộ Tư lệnh McVie trong buổi họp cập nhật tình báo hàng tuần ngày 24 tháng 2. Bắt đầu buổi họp, thuyết trình viên cho biết tình hình hành quân cho đến ngày hôm đó, phía Việt Nam Cộng Hòa có 276 chết, 842 bị thương, 101 mất tích. Phía Hoa Kỳ 54 chết, 325 bị thương, 26 trực thăng bị bắn rơi và 15 mất tích. Cộng sản Việt Nam có 2.191 chết. Sau khi thuyết trình viên, tướng Abram đặt câu hỏi đầu tiên, ai có ý kiến gì về bức điện tín này không? Xin nói thêm chi tiết trong nội dung bức điện tín ngày 23 tháng 2 của tướng Sutherland. Báo cáo về tình trạng thiếu trực thăng của quân đoàn 24. Đây là một báo cáo trễ, nhưng ông ta phải báo cáo để có thể tránh tội về sau. Trong điện tín gửi McVie ngày 14 tháng 2 trước đó, khi kể lại lời phàn nàn của quân đoàn 1 về yểm trợ không vận, tướng Sutherland đã úp mở thú nhận với tướng Abram là ông đã không thật sự giải thích cho tướng Lãm biết rõ số trực thăng quân đoàn 24 có bao nhiêu và sự yểm trợ cho 32 tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở vùng hành quân ra sao. Sutherland viết,
Ngày 12, ngài Tổng thống Thiệu ra thị sát hành quân ở Đông Hà. Khi tướng Lãm tỏ ra lo lắng về số trực thăng bị bắn rơi và thời gian chờ lúc yêu cầu đến lúc được thỏa mãn, tướng Sutherland nói với số trực thăng UH-1H đang có, chắc chắn quân đoàn 24 sẽ cung ứng đủ nhu cầu cho các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng Sutherland không nói rõ thêm là số trực thăng chuyên chở đó cũng phụ trách luôn cho tất cả các đơn vị Mỹ đang yểm trợ song song trong cuộc hành quân. Sutherland thú nhận với tướng Abram về chuyện đã không giải thích rõ ràng hơn cho tướng Lãm biết. Sau khi đọc điện tín, tướng Abram đề nghị tướng Sutherland nên giới thiệu cái thực tế về khả năng tiếp vận không vận của quân đoàn 24 cho tướng Lãm và các tư lệnh hành quân Lam Sơn 719 biết. Phần đầu đến đây đã chấm dứt, xin mời bà con mình nghe tiếp phần kế tiếp.